Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn trước bài tập về nhà trong khóa giải đề 8 cộng. Bài tập của ngày 22 tháng 2, 2019 với chuyên đề về phần đọc hiểu. Các bạn thân mến, bài tập đọc hiểu trong ngày 22 tháng 8 của chúng ta với hai bài tập khá là khó, đúng không ạ? Nó sẽ có như sau này. Với bài tập đọc hiểu thứ nhất, các bạn sẽ đọc cho qua cho cô một số câu để xem chủ đề của đoạn văn là cái gì. The development, sự phát triển của modify. Modify nghĩa là gì? Biến đổi. Chờ, cô sẽ có từ đằng trước của cô sẽ có từ genetically nghĩa là gì? Gen. Nên dịch là gì ạ? Dịch là sự phát triển trong những các loại động thực vật mà ở dạng biến đổi gen đã dẫn tới, chúng ta có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc lead to do something, dẫn tới cái gì, đúng không? Đã dẫn tới một cái sự controversy, tranh cãi trên toàn cầu. Opponent, những người phản đối thì nói rằng đó là những cái loại thực phẩm, đúng không ạ? Phi thực phẩm mà làm sao biến đổi gen đấy, những loại thực phẩm biến đổi gen đấy thì làm sao, là một sự đe dọa đối với well-being, sức khỏe của con người. Thế còn những cái người proponents, người với từ, cô có từ opponents là người phản đối, thì cô sẽ có từ proponents nghĩa là gì? Những người đề xướng thì nói rằng làm sao cái risk, những cái hiểm họa đó rất là nhỏ nhờ. Thế này, they want aspect, có một cái lĩnh vực trong cái cuộc chiến này, đúng không ạ, về cái GM này mà làm sao thường bị overlook, bỏ qua. Đó chính là bất cứ ai, người mà mặc một cái chiếc áo sơ mi cốt tông, đúng không ạ? Ngay đây thì đều sử dụng từ cái loại cây trồng biến đổi gen nhá. Cây bông là một cái loại cây biến đổi gen chủ yếu mà làm sao không phải là thực phẩm nhá, hiện tại. Nhưng mà những cái loại khác cũng sắp sửa có rồi. Vậy chúng ta sẽ thấy là bài này của chúng ta nó sẽ là bài chủ đề về cái vấn đề là về vấn đề về science, về khoa học, đúng không ạ? Chúng ta xem cho cô này. Câu số 1 của chúng ta sẽ có như sau. Câu nào dưới đây đúng theo như đoạn văn này? Chúng ta sẽ có là có một vài, ý của cô sẽ là có một vài những cái loại thực phẩm, những cái loại sản phẩm, đúng không ạ, biến đổi gen mà là không phải là thực phẩm, phi thực phẩm. Có một số loại, đúng không ạ, có một số sản phẩm biến đổi gen mà là phi thực phẩm tính tới thời điểm hiện tại, đúng không ạ, ở hiện tại. Thế này ý B của chúng ta sao ạ? Đó là bông biến đổi gen không hề có bất cứ một significant advantage, ưu điểm nổi bật gì, đúng không ạ, hơn là những cái loại bông mà làm sao đang gây tranh cãi. Ý C của chúng ta này, chúng ta sẽ có là không có bất cứ một objection to, sự phản đối gì với bông biến đổi gen. Và ý D của chúng ta thì sao? Bông biến đổi gen, đúng không ạ, ít gây tranh luận, controversial, hơn là những cái loại sản phẩm gây biến đổi gen khác. Vậy chúng ta sẽ xem cho cô trong câu này của chúng ta như sau. Giờ bạn sẽ xem cho cô câu này của chúng ta này. Giờ bạn đọc cho cô trong cái đoạn văn này của chúng ta sẽ có như sau nhá. Giờ chúng ta sẽ xem cho cô này. Ở trường hợp thứ nhất đó là có một số những cái loại sản phẩm biến đổi gen, đúng không ạ, tính tới thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ thấy trong cái câu này cô sẽ có như thế luôn. Đó là bông, đúng không ạ, là cây bông là thời là làm sao, là cái sản phẩm chính duy nhất, đúng không ạ, biến đổi gen mà làm sao phi thực phẩm tính hiện lại. Nhưng mà sắp sửa, coming, sắp chắc chắn là sẽ có này, đúng không ạ? Sẽ có này. Vậy thì cô sẽ thấy là câu số 1 cô sẽ nghiêng về đáp án ý A. Nhưng để chắc hay không, cô sẽ xem tiếp cho cô xem ý B thì sao. Đó là bông biến đổi gen không có bất cứ một cái ưu điểm gì so với những cái loại bông gây tranh cãi. Vậy cô sẽ có xem cho cô như sau này. Bông biến đổi gen, cây bông biến đổi gen, đúng không ạ? Không phải là thực phẩm, đúng không ạ? Không phải là cây lương thực. Và làm sao? Vì vậy mà làm sao? Nó cũng không làm ngăn được những cái người phản đối một cách cuồng nhiệt về cái biến đổi gen này. Đấy, từ sự phản đối. Vậy chúng ta sẽ thấy là cái câu này, cô đặt câu này thì cô sẽ thấy như sau. Không có sự phản đối gì là không đúng, đúng không ạ? Cô sẽ không chọn ý C rồi. Tiếp này, cô sẽ có là bông cây bông vì cốt tông, bông biến đổi gen thì làm sao có ít sự tranh luận hơn so với những cái sản phẩm biến đổi gen khác. Thì bạn xem cho cô như sau. Trong câu này người ta sẽ có như sau này. Nếu như cái cây bông, nếu như bông biến đổi gen được trồng, cây bông biến đổi gen đó được trồng ở trong một cánh đồng bên cạnh với cái loại bông làm sao không biến đổi gen, đúng không ạ? Thì làm sao người ta tranh luận như vậy? Nếu có một cái loại bông mà trồng, bông biến đổi gen được trồng trong một cái cánh đồng bên cạnh những cái cánh đồng của những cái loại cây bông không biến đổi gen, đúng không ạ? Thì làm thế nào để ngăn chúng được từ cái việc chuyển từ cánh đồng này, dịch chuyển từ cánh đồng này sang cánh đồng khác? Vậy chúng ta sẽ thấy này, ý D của chúng ta nói rằng là cái bông biến đổi gen mà mang so sánh với bông không biến đổi gen mà không có sự, có ít tranh luận hơn là không đúng, đúng không ạ? Người ta cũng tranh luận gay gắt mà. Vậy bây giờ cô sẽ chỉ còn A và B thôi. Nhớ A và B cô sẽ có là B này. Bông biến đổi gen không có bất cứ một cái ưu điểm gì, đúng không ạ? Hơn cái
lợi thế gì hơn cái bông biến đổi gen gây tranh cãi thì chúng ta sẽ xem cho cô như sau. Bông biến đổi gen đúng không ạ? Cho ra sản lượng làm sao ạ? Cao hơn đúng không ạ? Mà làm sao ạ? Chúng lại chả cần phải thuốc trừ sâu gì cả. Vậy nếu nó như vậy chúng ta sẽ không thể nói là nó không có ưu điểm gì hơn được. Chúng ta cũng sẽ không chọn ý B. Nhờ vậy chúng ta sẽ suy ra được câu số 1 của cô đáp án sẽ là ý A. Nhờ. Sau câu 1 bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Câu số 2 cô có từ compelling trong đoạn văn số 2 nghĩa là gì? Chúng ta xem cho cô như sau này. Ở trong đoạn văn số 2 của chúng ta, tuy nhiên cái mối hiểm họa, cái mối nguy hại đúng không ạ? Thì làm sao không hấp dẫn đối với công chúng như là cái mối quan tâm về vấn đề sức khỏe có trong thực phẩm nhá. Vậy chúng ta sẽ có cái từ compelling của chúng ta nghĩa là hấp dẫn, thú vị. Vậy cô sẽ chọn được đáp án là ý C, interesting. Ý A, dangerous là nguy hiểm đúng không? Ý B, obvious là hiển nhiên, annoying là gây bực mình. Xong câu số 2 chuyển được cô sang câu số 3 này. Có thể rút ra được điều gì từ đoạn văn này rằng cái loại cây thuốc lá biến đổi gen thì làm sao? Nhờ chúng ta sẽ thấy này. Chúng ta sẽ thấy ở ngay trong đoạn văn đấy chúng ta sẽ có luôn đúng không ạ? An other interesting case, một cái trường hợp thú vị về cái loại đó là về cái gì ạ? Cái biến đổi gen của cái cây thuốc lá. Cây thuốc lá cũng không phải là một cây lương thực đúng không ạ? Nhưng mà nó được tiêu dùng và cái loại cây thuốc lá biến đổi gen đó đúng không ạ? Dù có cả cái dạng ít hoặc nhiều nicotine thì đều được tạo ra. Nhờ chúng ta sẽ có này. Vậy thì cô sẽ thấy này, câu số 3 của chúng ta đó là chúng ta sẽ rút ra rằng đó là cái những cái cây thuốc lá biến đổi gen đấy có thể có cả hàm lượng ít hoặc là cao cái lượng chục nicotine. Vậy câu số 3 cô sẽ chọn đáp án là ý A. Nhờ. Thế này chúng ta sẽ có là ý B của chúng ta, sản xuất thuốc đúng không ạ? Mà làm sao đắt không phải đúng không ạ? Làm thuốc lá mà ít có hại cho người hút không phải đúng không ạ? Có sẵn trên thị trường không phải, chúng ta sẽ chọn mỗi ý A thôi. Câu số 4 này, theo như đoạn văn này, tại sao những cái nhà nghiên cứu đang phát triển ra cái loại cây này? Nhờ chúng ta xem này. Để chứng tỏ rằng đúng không? Để chứng tỏ và làm ra giấy ít đắt hơn. Ý C là để tìm ra một cái cách để làm giấy mà không cần bột giấy. Chứ ý C là đó là để tạo ra nhiều quả hơn. Và ý D của ta là sao? Để thay thế cho những cây mà bị chặt để làm giấy. Chúng ta sẽ đọc cho cô phần đấy ra. Vì người ta đề cập đến khá nhiều cái chỗ mà cái đoạn làm giấy, chúng ta sẽ tập trung cho cô thông tin vào đó. Thông tin vào đó bạn sẽ xem như sau này. Other option. Ở trong này người ta đề cập đến rất nhiều những cái loại mà cây biến đổi gen đúng không ạ? Một loại lựa chọn khác cho một cái loại cây biến đổi gen mà không phải là thực phẩm, đó là làm sao ạ? Nó có thể gồm rất là nhiều những cái loại hoa với những liệu những loại màu sắc khác nhau này đúng không ạ? Và sao có hương vị khác nhau này. Nếu nhặt cỏ thì nó sẽ lại cứng hơn để cho làm cái thảm cỏ đúng không ạ? Hoặc là những cái cây được thiết kế để hấp thụ những cái chất độc hại từ trong đất đúng không ạ? Tiếp này, the paper industry, cái công nghiệp làm giấy đã cung cấp một ví dụ là khả năng cho cái cây đó phát triển đúng không ạ? Cái cây biến đổi gen phát triển đó là giúp sao tạo ra những cây mà làm sao tạo ra một cái loại sản phẩm tốt hơn và làm sao rẻ hơn đúng không ạ? Vì sao chúng ta biết người ta chỉ nói là tạo ra cái sản phẩm tốt hơn và rẻ hơn thôi nhá. Giấy được làm từ bột giấy mà bột giấy thì phải làm từ cây đúng không ạ? Nếu mình tạo ra cái cây biến đổi gen này thì nghĩa là sao ạ? Nghĩa là người ta không phải sử dụng cây, nếu không sử dụng cây thì sẽ tạo ra cái chất lượng giấy tốt hơn này đúng không ạ? Người ta có thể nhân tạo được mà, tạo ra lượng giấy tốt hơn này và làm sao rẻ hơn. Vậy đọc đến đây thôi chúng ta sẽ có. Vậy tại sao các nhà nghiên cứu lại đang phát triển cái cây biến đổi gen đấy? Vì làm sao? Để giúp cải thiện tức là làm cho nó better, đúng không ạ? Bằng do better. Và làm cho nó giấy trở thành làm sao? Rẻ hơn. Rồi, câu số 5 của chúng ta. Tại sao nhà văn lại đề cập đến một chiếc áo sơ mi ở trong đoạn văn số 1 để chỉ ra rằng cotton là một trong những cái loại chất liệu phổ biến nhất cho việc làm quần áo? Ý B này, để chỉ ra rằng mối nguy hại mà những cái sản phẩm biến đổi gen là rất nhỏ. Ý C của chúng ta để đưa ra một ví dụ về một cái loại sản phẩm biến đổi gen phổ biến mà nó lại không phải là thực phẩm. Ý D sao ạ? Đó là sao? Đưa ra một ví dụ về một cái sản phẩm đang gây tranh cãi. Ý D của chúng ta sẽ dịch là đưa ra một cái ví dụ. Ý D chúng ta sẽ dịch câu đấy là đưa ra một cái ví dụ về một cái đưa ra một ví dụ về một cuộc tranh cãi xung quanh các sản phẩm. Xung quanh một cuộc tranh cãi, đưa ra một ví dụ cho một cái cuộc tranh cãi có liên quan đến cái sản phẩm biến đổi gen này. Vậy chúng ta sẽ đọc cho cô về cái vấn đề đó là chiếc áo sơ mi thì sao. Chúng ta xem cho cô này. Như là chúng ta sẽ có này, một khía cạnh của cuộc chiến này mà ít mà lại sao thường bị bỏ qua, đó là bất cứ ai cũng đều mặc một chiếc áo sơ mi, mà cái áo sơ mi đấy được làm từ cái
sản phẩm, đúng không ạ? Từ cái sản phẩm mà có biến đổi gen này. Yeah. Vậy chúng ta sẽ có câu đấy của chúng ta như sau. Vậy thì tại sao người ta lại đề cập đến áo sơ mi đấy? Vì là đưa ra một ví dụ về một cái loại sản phẩm phổ biến mà nó làm sao biến, nó là sản phẩm biến đổi gen nhé, nhưng lại không phải là thực phẩm. Được chưa? Vì người ta quan ngại rằng cái người ta ở trên đoạn trên người ta đề cập đến là những người phản bối nói rằng những cái loại thực phẩm biến đổi gen đấy sẽ làm đe dọa đến sức khỏe của chúng ta. Thì người ta đề cập đến rằng biến đổi gen không phải là thực, không phải là thực phẩm đâu, mà là còn có là nó sẽ là những cái sản phẩm biến đổi gen. Yeah. Ở tiếp này, xong câu số 5 bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 6. Lựa chọn nào cho những cái sản phẩm, đúng không ạ? Cho những cái loại sản phẩm biến đổi gen mà phi thực phẩm không được đề cập đến trong đoạn văn này. Chúng ta xem cho cô như sau này. Trong này bạn có nhìn thấy từ grass ở đâu không? Cô có thấy từ đấy ở chỗ nào ấy? Chờ, cô sẽ có từ grass để cô xem từ grass nó ở chỗ nào nhỉ? Đây rồi, cô thấy có từ grass, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái kiểu tìm thông tin này rất là đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm cho cô từ tobacco, có rõ ràng mình thấy có đề cập đến tobacco đây rồi, đúng không ạ? Grass đây rồi, được hai cái rồi. Tiếp này flowers, có đây đề cập đến flowers ấy. Chờ, flowers ba cái rồi. Vậy chắc chắn là cái từ rubber sẽ không có. Xong câu 6 chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta. Vậy chủ đề cho đoạn văn này là cái gì? Yeah. Vậy theo em thì chủ đề của thích hợp cho đoạn văn này sẽ chính là cái gì? Chúng ta sẽ có lại ý này. Mối hiểm họa về những cái sản phẩm biến đổi gen. Không phải, đúng không ạ? Vì là trong này người ta còn đề cập đến cả những cái ưu điểm đấy chứ, đúng không ạ? Chứ không phải là hiểm họa đâu. Tiếp này ý B của chúng ta thì sao? Ý B là sản phẩm biến đổi gen gây tranh cãi. Không phải, nhận nó có những ưu điểm nhất định. Tiếp này ý C của cô là những cái sản phẩm, đúng không ạ? Phi thực phẩm biến đổi gen. Vậy cô sẽ chọn câu số 7 là ý C. Nhận trong này người ta đề cập đến rất nhiều. Thứ nhất là đề cập đến cái cây cotton này, đúng không ạ? Đề cập đến gì nữa? Người ta còn đề cập đến những cái loại khác, đúng không ạ? Những cái loại hoa khác, những cái loại thảm cỏ khác, thậm chí còn đề cập đến cả cây thuốc lá nữa. Vậy chủ đề thích hợp nhất của câu số 7 sẽ là ý của đoạn văn sẽ là ý C. Câu số 8, người ta hỏi từ that trong đoạn văn số 1 là gì? Chúng ta sẽ tập trung cho cô. Từ that này, có một cái khía cạnh trong cái cuộc chiến này mà thường, đúng không ạ? Có một khía cạnh trong cái cuộc chiến về cái cây biến đổi gen này mà, đúng không ạ, thường bị bỏ qua. Vậy thì cái gì bỏ qua? Chính là một cái khía cạnh đấy bị bỏ qua. Vậy cô sẽ chọn được câu số 8, đáp án là ý A. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài đọc số 1 rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài đọc số 2 nhé. Bài đọc số 2 của chúng ta sẽ khó hơn đấy ạ.